Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Nào, đến tập 66. Nhân đức đọc công đoạn này để chúng ta học tập, quý vị. Những công đoạn này, lời dạy của chư tổ sư đều quy nhất cái tâm niệm Phật. Đa phần những công đoạn như Đức học tập một câu A Phật niệm đến cùng đều là dùng đa dạng phương tiện để phô diễn tịnh độ, để gây dựng tín nguyện tín tâm cho người tu tịnh độ của chúng ta, kiên cố tâm, chí thành tâm và tinh tấn tâm, nguyện cầu sanh cực lạc tâm. Chỉ quy nhất niệm Phật cầu sanh cực lạc nhé. Người nghe công đoạn. Điều tối quan trọng trong cách thành trì của người học Phật là cần phải thâm nhập một môn, thành thật chấp trì thánh hiệu A Di Đà Phật. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khi ngài còn tại thế, ngài cũng thường giảng thâm nhập một môn. Người muốn thành tựu con đường giảng sanh mà nắm chắc trong tay, cái quan trọng nhất là hành trì pháp môn tịnh độ, thâm nhập một môn. Câu tiếp là quân tu lâu dài. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Nhớ nghe đi. Chứ không phải là thâm nhập một môn mà thời gian thay đổi tùm lum môn, không phải. Mà là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Nhớ. Dù cho biển động núi tan hoặc trải qua thời gian lâu dài, tuyệt không hề thay đổi. Nghe tổ sư nhắc không? Hành trì một môn quân tu lâu dài, dù là biển động núi tan hoặc trải qua thời gian lâu dài, tuyệt không thay đổi. Thí dụ như ta nói một chút trời sập xuống, mình cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gì đó. Thí dụ như người niệm quen A Di Đà Phật thì cứ niệm A Di Đà Phật. Người niệm quen Nam Mô A Di Đà Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm quen A Di Đà Phật thì niệm A Di Đà Phật. Người niệm quen Nam Mô A Di Đà Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng một chút trời có sụp đổ xuống, chúng ta vẫn niệm A Di Đà Phật. Nhân đức thì quen quý vị, chắc chắn là sự cố gì, đất sụp, nước trôi, lửa cháy gì thì nhân đức cũng sẽ niệm A Di Đà Phật, cầu Phật tiếp dẫn. Nhân đức niệm A Di Đà Phật rất là quen, đi đứng nằm ngồi niệm A Di Đà Phật rất quen. Hoặc là một mình nhân đức thường lễ Phật là bốn chữ không, rất là quen. Mọi hành vi trong cuộc sống đều không nên sát sinh. Ăn chay làm đầu cho hạnh đoạn ác, các điều ác. Thành tâm niệm Phật rồi, thâm nhập một môn rồi, rồi từ từ phát tâm từ bi, không sát sinh, ăn chay trường. Đây là cái hạnh đầu để đoạn ác. Lấy việc chuộc mạng phóng sinh làm trước cho hạnh làm các điều thiện. Có nghĩa là hành cái hạnh mà ăn chay phóng sanh. Này rất quan trọng. Là đoạn ác đầu tiên là
cái giới không sát sanh. Mình đang chạy trường rồi, từ con ruồi, con muỗi, con kiến. Có lần những đứa nấu ăn, những đứa đang nấu ăn cái nhìn vào cái chảo, thấy cái con kiến nó đang bò lang thang trong cái chảo, mà trong khi ở dưới nhúm lửa rồi. Kiểu mà chảo vậy, để cái chảo thiệt là bự, để cái chảo thiệt bự, để cái lò kiến đâu rớt vào cái chảo. Đang nhúm lửa, dưới mấy cô đang nhúm lửa trên, thì rất có kiến chạy du. Cái chảo inox nó có thời gian chút xíu nó nóng. Và khi nó đã nóng một cái rồi, quý vị thấy kinh lắm. Giống như bản thân mình mà bây giờ để cho một cái lò, cái nồi khổng lồ mà ở dưới đốt lửa, bỏ mình vô đó, quý vị nghĩ sao vậy? Nó không tưởng tượng được cái sức nóng và sự đau đớn, nó không tưởng tượng được, quý vị. Lúc đó tuy là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, phải không đơn giản đâu, phải rèn cái tâm cầu sinh cực lạc mạnh lắm. Mình tưởng tượng nó điều đó, quý vị thấy kinh khủng không? Thì lúc đó quý vị biết rằng là những đức lấy một cái khăn, cái khăn quý vị nhúng nước miếng nhẹ, dắt nước khô, chấm nhẹ cái cho kiến dính vô, cứu đường kiến. Đây gọi là cứu gấp. Thí dụ như mình phóng sanh bất chợt bị gặp một con vật nào đang nó đang bị bắt, ta đang chuẩn bị xách nó về để bằng thịt nó, mà tức khắc lúc đó mình mua bị cứu nó, việc đó là đúng là một cái việc cực kỳ đặc biệt. Còn cái việc phóng sanh mà chúng ta đặt trước cho người ta để mà người ta mua, quý vị, thật sự cái đó là để một phương tiện để trưởng dưỡng lòng từ bi cho những người chúng ta mới đến cửa chùa, hoặc là có một cái nghi lễ gì, những khóa tu, những ngày lễ để có một cái chương trình phóng sanh. Chúng sanh cũng có gieo được cái duyên từ bi. Chứ thật sự thì phóng sanh là một cái việc làm rất đặc sắc, cao thượng lắm. Vì chuộc mạng chúng sanh là việc làm thiện đứng đầu của các thiện. Cái giới đầu tiên mà trong năm giới, giới đầu tiên là cấm sát sanh, mà phải thương yêu chúng sanh. Ấn Độ thì nói muốn cho thế giới hòa bình, từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Nên cái việc phóng sanh của quý vị phải hiểu, như chùa mình lễ chủ nhật hay là khóa tu, thì giờ quý vị coi ở đây dùng biển phóng sanh cá, rồi đổ vô ao vô hồ của người ta, rồi nó cũng bất tiện cái việc mà chùa chiền đi đổ thả chỗ này, cái kia bất tiện quá. Nên người Đức đa phần đều mua chim, mua chim và đặt chim sẵn cho người ta đem đến. Khi con chim gọng thời gian để nó có thời gian, mình vẫn biết điều đó hết quý vị. Nhưng mà mình cũng mong những con chim này được quy tam bảo, được nghe có Phật hiệu, rồi trưởng dưỡng lòng từ cho những người người ta đến chùa được giữ cái lễ phóng sanh. Chỉ cần quý vị giữ cái lễ phóng sanh mà thành tâm thành ý quy tam bảo, và khi thấy con chim nó bay thoát cảnh chim lòng cá chậu thì mình thấy mừng. Vì chỉ cần có tâm đó là trưởng dưỡng lòng từ bi. Còn cái việc phóng sanh mà đặc sắc nhất, tuyệt vời nhất, đó là vì gặp một con vật nào nó đang rớt xuống nước, vớt lên, rồi quý vị thấy nó trôi dưới nước, tìm cách vớt nó lên. Con vật nào bị thương tích, giúp giùm nó. Như những đứa nói con kiến mà té xuống cái chảo bắt lửa, mà những đứa dùng cách những đứa cứu nó ra. Rồi hộ sanh, như những đứa gặp ổ kiến, những đứa quy y cho nó, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh đó. Rồi có những người mình thì có thời gian thứ bảy chủ nhật rồi mình rảnh, mình công việc của mình cũng gọn, ví dụ thứ bảy hay gì đó, hay từng chủ nhật đồ, mình mua vài con cá, gia đình mình hai ba người ra mình quy niệm Phật đồ, gia đình thả cá xuống. Đó là cái cách để trưởng dưỡng lòng từ bi, và cái công đức phóng sanh đó giúp cho gia đạo vị bình an và hạnh phúc, gia đình quý vị đều là phát thiện. Làm tới những cái việc rất nhỏ nghe quý vị, nhưng mà nhiều người mà làm điều đó hạnh phúc lắm. Tại vì sao? Vì nó là một gia đình nhỏ nhỏ gọn thôi. Còn mình đi đến một đại pháp hội thì cái quy trình nhà chùa làm sao tiện lợi phù hợp nhất. Nhưng Đức phân tích rất rõ ràng nha quý vị.
Nên có một lần Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngày giảng thuyết, nói về thầy Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý Bỉnh Nam là thầy Hòa Thượng Tịnh Không. Có lần ở Đài Trung, thầy Lý Bỉnh Nam ở đó, đạo tràng cũng có nhiều người ở. Thì có người bắt được một cái con vật đi ngang, ví dụ như con ba ba, con ruồi. Thì thấy con ba ba bị bắt vậy, mua con ba ba à, quy y thả nó. Bữa sau đem lại con ba ba nữa, thì thầy Lý Bỉnh Nam nói không mua. Thầy Lý Bỉnh Nam nếu nói bữa nay mà mua nó thì mai tiếp tục đem lại nữa, thì không khác nào kêu người ta đi bắt đem về cho mình để quy y mình thả. Thấy không? Đó là cái việc một đạo tràng nhỏ nhỏ, rồi cái việc ta đem lại người ta nhờ mình mua gì, thầy Lý Bỉnh Nam không mua. À, mình phóng sanh chứ không phải là kêu người ta đi bắt để đem về cho mình phóng sanh, không phải. Đó, Nhật Đức làm mà Nhật Đức phân tích rất rõ cho quý vị nghe luôn. Mọi người Nhật Đức quý vị biết rằng là có những việc Nhật Đức làm dù lợi ích một chút cho chúng sanh, Nhật Đức cũng làm. Vì chúng sanh nếu không làm một chút lợi ích này thì không được lợi ích gì. Nên dù một chút lợi ích cho chúng sanh, Nhật Đức cũng làm. Nhớ kỹ, một chút lợi ích cho chúng sanh, Nhật Đức vẫn làm. Chứ không phải nói cái việc là một lợi ích lớn gì đó, mà lợi ích một chút cho chúng sanh, những đức cũng làm. Nên những đức mong rằng mỗi một người chúng ta có một cái tâm lợi ích cho chúng sanh dù chỉ một chút. Thí dụ như ngày nào những đức cũng chia sẻ Phật Pháp nhiều lắm quý vị. Ví dụ như những thờ chính là những buổi giảng chính, còn những cái thờ khóa mà ngắn ngắn mà trực tiếp trên những cái trang trên mạng thì một ngày khi 3-4 buổi, có khi những đức nhớ một câu chuyện gì ta kể những đức nghe. Nó giống như cái câu chuyện mà những đức hồi nãy có chia sẻ ngắn mà cái trang đó ta coi đông lắm. Có khi một đoạn ngắn nói chút tí ti 4-5 phút thôi, một câu chuyện thôi, mà có khi một ngày vài chục ngàn người, có khi 100.000, hơn 100.000 người coi. Nhưng bữa đó quay cái đạo tràng 4 xây dựng vậy mà có khi mấy trăm ngàn người coi cái trang đó. Thì quý vị biết rằng là cái cô này cô khổ đến mức cùng cực. Khổ mà cô mà đi lỡ công an, cô xin cho cô vô tù ở đi. Công an hỏi gì sao kỳ, tại sao ngoại ở mà xin vô tù ở là sao? Cô nói bây giờ mấy chú cứ nghĩ, tôi làm ô sin cực khổ, lam lụt, kiếm được chút đỉnh tiền, cắt được cái nhà. Vì mà cắt được cái nhà rồi bây giờ con của tôi nó bán cái nhà, quên bài là nó ăn chơi hết. Tôi quá khổ, giờ tôi không có nhà cửa gì ở, cho tôi vô tù. Ở trong tù vẫn có cái nhà ở, có cơm ăn. Vậy thấy khổ, kinh khủng không? À, cuối cùng mà cô có duyên, cô biết được chùa mình, cô vô chùa mình, cô ở, đang ở bên này tùm lắm. Thì cô qua đây, cô còn một chút đỉnh tiền gì đó. Cô nói đây là tiền con làm ô xin, còn dư đường chút. Thấy thầy làm Phật sự cho người mù này kia, con phụ với thầy, cho người khiếm thị xây chùa vậy, chút chút vậy. Bây giờ con có chỗ nương náu, quý thầy lo lắng, con hạnh phúc lắm, con vui. Thì vì thấy Phật Pháp cứu cuộc đời mình chưa? Khổ đến mức mà bây giờ xin cho vô tù ở đi. Hồi xưa thì chưa từng nghe câu chuyện vậy luôn. Nên quý vị thấy Phật Pháp giang rộng vòng tay ra, có những điểm chùa như Hòa Thượng xây, bây giờ mình đây có một tổ chức để nuôi con người. Chùa thì nhiều chùa, nhưng nhiều chùa người ta không có một tổ chức, và người ta không có cái nguyện nuôi người. Riêng chùa mình chuyên niệm Phật và có cái nguyện nuôi người. Nên người khắp nơi nơi người ta tập trung về, đa dạng hoàn cảnh, đa dạng cái khổ trong cuộc đời. Nên á, người ta về được nương tựa. Nên mỗi lần nhà Đức thấy một bà cụ, ông cụ ở trong chùa mất đi,
Đến khi cuối đời mình hộ niệm lo lắng và những đức qua làm lễ đưa đi, trong lòng những đức cảm thấy hạnh phúc lắm quý vị. Hạnh phúc vì mình đã làm được một việc trong cuộc đời ý nghĩa. Những đức học Phật dài 3 năm là coi những câu chuyện xưa có những người gặp rắn chết mà còn đem đi chôn. Những đức được con cái nghe những điều như vậy phát tâm. Nên mỗi con vật chết những đức ưa đào lỗ chôn đó. Chim chóc đồ chết những đức gặp đào lỗ chôn. Niệm Phật 10 câu cho loài động vật. Khi chạy xe ngoài đường có khi thấy một con chuột bị người ta cán, con mèo bị người ta cán, xe cán. Xe chạy qua chạy lại cứ cán hoài suốt. Cán đến mức còn bộ da lót vào mặt đường. Từ từ bộ da nó cũng mắc sạch luôn. Những đức khi chạy xe thấy cái vị trí đó một cái là bản thân những đức nhích nhẹ bánh xe cho không muốn cán nghe. Thật sự bản thân mình không muốn cộng cái nghiệp. Tại vì như con người mình khi chết đi mà phơ thay giữa đường giữa chợ, đây là một cái điều rất đau lòng. Nên nghiệp duyên của chúng ta và chúng sanh ở cái cõi ta bà này nó câu kết mạnh lắm. Từ nơi đó mà mọi người mình phải nhận thức sâu sắc. Cái gì giải nghiệp được thì mình chân thật mình giải nghiệp. Chứ quán thù cứ cấu kết hoài thì đời đời kiếp kiếp biết chuyện nào sở ra được đấy. Nên mình học Phật là nhà Phật dạy mình là quá giải quán thù. Quan gia nên giải không nên kết đó. Nên á, mình ở cõi này mình rất dễ tạo nghiệp. Mỗi ngày nghe được khuyên niệm Phật rồi niệm có vật hiệu để mà dưỡng dưỡng lòng từ cho mình. Rồi từ con ruồi con mũi con kiến mình cũng không dám giết. Vì thấy học Phật rất là hay. Ngày xưa mà ngồi uống rượu rồi mũi cắn đó là chưa cắn bay ngang là chụp mũi hoặc đập một cái cho mũi chết liền. Hoặc là đi gặp kiến dẫm, gặp con vật dẫm, gặp chuột nắm đuôi đập đầu, gặp rắn bò ngang không cần nói, lấy cây đập cho chết chơi, đập xong vứt con rắn xuống hầm. Nhưng bây giờ niệm Phật ăn chay rồi đâu có làm gì điều đó được quý vị. Tự nhiên nó có cơ hội cho mình để trưởng dưỡng lòng từ dữ lắm. Mà mình đã trưởng dưỡng lòng từ đối với loài động vật rồi, không lẽ dưới con người mình lại muốn hại họ sao? Mình lại dùng những lời nói để mong họ khổ đau sao? Không, không bao giờ, không bao giờ. Nên những đức có khi làm nhiều hình tướng niệm Phật cũng là những nhân duyên mà những con người thích lạ ban vào nghe được câu Phật hiệu. Dù họ chửi mình một câu, cái nghiệp đó bản thân mình không có kết với họ, nhưng mà mong họ nghe được một câu Phật hiệu. Nghiệp lực của chúng sanh tạo vô lượng kiếp rồi. Nếu bây giờ không tạo ra cái nhân niệm Phật cho họ được dù chỉ một lần, cho họ thấy mình và kết thiên duyên niệm, nghe câu Phật hiệu và chửi mình câu để kết nhân duyên, thì khi mình giáng sanh về cực lạc trở lại vô mình với họ không có duyên. Không có duyên. Nên khi những đức đọc cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội, thì trong cái thuận duyên bị A-la-hán này độ được. Trong cái nghịch cảnh là khi vị A-la-hán này lúc còn tu, đi lợi cái miếu nhỏ, đi lợi cái nhà nhỏ đó, đục mưa thì có một người ăn xin ở đó hành hung, chửi mắng và giật đồ ăn của người xuất gia này hết luôn. Thì vì người ta không có tu mà quý vị, người ta đâu có nghĩ người xuất gia gì đâu. Người mình có tu, Phật tử biết tu thì biết sợ, đâu có dám, đâu có dám nói hỗn ẩu gì với người xuất gia đâu. Vì họ cũng có nhân tu, xuất gia, đệ tử của Phật, mình đâu có dám. Nhưng mà người ta không tu, người ta đâu có biết vậy. Người ta không có biết. Thì cái duyên lúc vị A-la-hán này còn đi, còn tu bình thường, đi vô trong cái nhà nhỏ được mưa, thì cái người ăn xin nó hành hung giật đồ, chửi mắng, kêu người xuất gia này có đồ ăn đem ra hết. Hành hung. Khi ông chứng quả A-la-hán, ông nhìn thì có cô cúng dường cho ông. Bây giờ cô đó chết quang đang đọ trong cảnh giới tam đồ. Ông đến cái cảnh giới quỷ đạo ông đồ.
độ người đã từng cúng cơm cho ông. Thí dụ như mình gặp người tu hành đi, mình cúng dường cho họ một chút nhân duyên. Khi họ đắc quả, họ chứng quả, họ thành tựu, họ sẽ quán nhân duyên. Họ coi ai là người đã từng giúp họ, người giúp họ đến độ đầu tiên. Còn trong cái nghịch cảnh là cái người mà hành hung vị A-la-hán này, lúc ông đang tu bình thường, thì cái người đó bây giờ biến thành đầu thai làm con chó. Đầu thai làm con chó vì gia đình rất là giàu, nhưng xài tiền bạc của cha mẹ làm cha mẹ đau lòng, và trở thành người đi xin khổ đau, rồi còn hành hung, rồi dùng mọi cách đi chiếm đoạt của cải, nó làm đủ chuyện để kiếm tiền kiếm cuộc sống, bất chấp tội lỗi luôn, rồi khổ đau đỏ làm súc sanh, làm nhiều điều ác nên là ngu si, nên làm điều súc sanh, làm súc sanh. Thì có cái duyên nghịch duyên đó, quý vị đã khảo đảo vị tu này, vị tu này nhẫn được và tu. Vì mà ông đến ông hóa độ con chó, đến hóa độ con chó. Trong cái cảnh giới của con chó thì ông vào cảnh giới con chó, ông hóa độ nó, nó tỉnh ra và cầu xin ông hóa độ cho nó. Ông niệm Phật để gia trì, giúp cho nó được siêu thoát, xả thân chó và được siêu thoát. Thì coi cái câu chuyện phim mà niệm Phật diệt tội, đó là câu chuyện hay đó, rất hay. Trong thuận duyên độ, trong nghịch cảnh độ. Chúng ta trong cõi đời này, cái nghịch cảnh mà người ta chửi mắng, chửi rủa mình, mình đừng có sáng hạn với người ta. Mình rèn luyện chỗ đó, mà cũng nhờ người ta rèn luyện cho mình được an cái tâm. Trong cái thuận cảnh nghịch duyên mà mình vẫn giữ được tâm an lạc, đó là đại phước báo, đại nhân duyên. Thì gieo thuận duyên là cho họ nghe câu Phật hiệu, và họ chửi mắng mình thì bản thân mình vẫn không có buồn phiền. Đó là nghiệp tiêu phước tăng. Đại Lão Hòa Thượng không cũng giảng như vậy, quý vị. Nên một câu Phật hiệu này rất là hay, gieo cho người ta được nghe, gieo cho người ta được thấy, đó là gieo cái duyên đắc độ về sau cho người ta. Và bản thân mình đã có tâm đến với một người như vậy, dù thuận hay nghịch, thì khi quý vị giảng sanh về Cực Lạc, quý vị gì với họ đều có duyên. Nên trong nhà Phật nói câu là Phật không thể nào độ người không có duyên. Có duyên dù thuận hay nghịch cũng độ được, có cách độ hết. Từ nơi đó mà quý vị phải nhớ, chúng ta tu hành không thể nào thuận tiện hoài, nó phải có những cái nghịch cảnh nghịch duyên. Dù là mình ở trong ngôi Tam Bảo toàn là người tu, cũng có những cái thuận và nghịch. Nên bản thân chúng ta thuận cũng cởi mở được, nghịch cũng cởi mở được, thì quý vị sẽ tu tập có sự an lạc lớn vô cùng. Một câu Phật hiệu này, quý vị cứ chân thật niệm, thâm nhập siêng năng mà niệm, nhớ câu Phật hiệu này hay lắm. Hãy gầy dựng tín nguyện kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Bây giờ chỉ mong sao đó là mỗi ngày Phật tử đông thêm hơn nữa, nghe không? Bây giờ là đạo tràng 3 cũng ở đầy rồi, bây giờ mà cố gắng làm cái đạo tràng 4 nữa đi. Cái đạo tràng 4 nè, chỗ sau cái đại tự mình trước thì Thiện Hòa đó, thì cố gắng làm cái đạo tràng 4 đó, chọn ngàn người ở đó niệm Phật nữa đi, nghe không? Các vị thấy có thể làm được không? Hôm trước tôi có nói là trong năm tôi làm cái đại tùng lâm hoài, xong rồi tôi nghỉ, cuối cùng rồi nó giải tỏ cái chùa Thiên Long ở Châu Pha, bây giờ khởi công làm hôm đầu năm tới nay nữa.
Chắc tôi hy vọng là nửa năm là xong cái chùa đó. Quyết tâm làm nửa năm là xong cái chùa đó đi, không cho dài nữa, nghe không? Bây giờ chỉ còn cái đạo tràng 4 đó, trước này Bình Thượng Hòa đó sẽ làm một cái chỗ giống như trong cái đạo tràng 3 để chứa 1.000 Phật tử niệm Phật tại đó nữa, là tôi thấy là vui mừng lắm rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Như Đức đang đứng ngay cái mảnh đất mà để Hòa Thượng chúng ta ngày phát tâm, ngày xây cái đạo tràng 4 để nuôi người già. Hòa Thượng mình ngày nói ngày sẽ làm. Và những Đức thấy cái hạnh của Hòa Thượng mình lớn quá. Xây những điểm chùa toàn là nuôi người già rất là ý nghĩa. Cái nơi này Hòa Thượng nói rằng là khi xây lên với tuổi 84 tuổi năm nay của Hòa Thượng, xây xong cái đạo tràng này là Hòa Thượng rất là mãn nguyện. Khi nghe Hòa Thượng nói vậy mình rất là xúc động. Và bây giờ Hòa Thượng đã khai móng rồi quý vị. Bữa nay như là cũng 5-6 cái móng mà đã khai sẵn hết, làm móng sẵn hết vì cho kịp lúc này trời chưa mưa để mình làm móng sẵn hết. Rồi khi móng xong hết trơn bắt đầu là xây dựng lên. Và đang móc móng chánh điện luôn. Như Đức đang đứng ngay chỗ cái miếng đất rất là lớn. Và ngôi chùa này ở sẽ được 1.000 người như Hòa Thượng của mình đã dự tính đã xây quý vị. Bữa mừng thọ của Hòa Thượng, Hòa Thượng đã có nói. Và chương trình này hôm nay quý vị biết rồi, Hòa Thượng mình thì ngày xây dựng thì ngày cứ xây thôi. Thì ngày tin làm việc cho Phật Bồ Tát thì sẽ có Phật Bồ Tát gia hộ thôi. Nên còn cái này là chương trình là những Đức thấy cái hạnh Hòa Thượng mình làm lớn quá. Những Đức xây những công đoạn này để quý Phật tử khắp nơi nơi chúng ta mỗi người niệm Phật, niệm Quan Âm, cầu nguyện cho đạo tràng 4 xây dựng được suôn sẻ, mọi mặt đều được tốt đẹp. Có những người người ta thấy cái hạnh Hòa Thượng làm lớn gì, người ta chân thật, người ta phát tâm chung tay với Hòa Thượng. Sẵn sắp sửa Phật đản đến nè, khắp nơi nơi mình về mình cúng dường Tam Bảo phụ trợ cho Hòa Thượng ngày xây. Với tuổi năm nay 84 tuổi rồi mà phát cái hạnh quá lớn. Ngày nào sáng tối sáng chiều cũng Hòa Thượng ra đây để mà coi công trình, chỉ đạo công trình, móc móng chỗ nào, rồi vị trí nào là nhà ở, vị trí nào là chánh điện, rồi vị trí nào là nhà ăn. Hòa Thượng nói rằng là ngôi chùa này khi xây lên thì cái sân rất là lớn, nguyên cái sân rất là lớn để mà Phật tử có thể những thờ khóa tu hoặc là dịp lễ Phật tử có thể ở và có thể lại Phật đồ thì được khoảng hơn 20.000 người cái khu vực của miếng đất này để xây chùa. Thì quý vị biết rằng là niềm vui lớn nhất của những Đức là mình có duyên được nuôi người già. Và hạnh phúc rất là lớn là mình có được một vị thầy mà ngài tuy lớn tuổi mà hành cái hạnh Bồ Tát Đạo, chân thật nhiệt tình phục vụ chúng sanh. Bây giờ 84 tuổi rồi, đúng là tuổi này là nghỉ ngơi đó quý vị, nghỉ ngơi đó. Nhưng mà Hòa Thượng mình lại còn làm những việc mà quá ý nghĩa trong cuộc đời. Đây là những cái việc rất quan trọng, ý nghĩa trong cuộc đời dữ lắm. Người xưa có câu nói rằng hầm chết thì để da, người ta chết thì để lại cái tiếc. Hòa Thượng mình thì đến với cuộc đời này, cái hạnh xây chùa của Hòa Thượng, những cái ngôi dạ lam rất là lớn, những cái công trình xây dựng ý nghĩa mà cuộc đời Hòa Thượng đã tạo ra những ngôi chùa để lại cho chúng ta. Khi Hòa Thượng 100 tuổi già giảng sanh Cực Lạc thì những điểm chùa này cũng tiếp nối để nuôi người già. Bao nhiêu người già khắp nơi nơi, bao nhiêu mảnh đời cũng được về đây để mà nương tựa. Thì biết rằng chùa chúng ta bây giờ
người ở mỗi ngày khoảng 2.000 người, 2.000 người ở trong chùa, và bao nhiêu người già rồi già cơ nhở đồ đủ hết thành phần hết, rồi những khóa tu với Quan Âm kia mấy chục ngàn người, mấy chục ngàn người, rồi người già bây giờ khắp nơi nơi các tỉnh thành đổ xua về đây ở để tu tập. Mà bây giờ Hòa Thượng còn phát cái hạnh lớn mà xây nguyên một cái ngôi chùa lớn như vậy. Vị trí đây nghe nói là 6 dãy nhà đó quý vị, 6 dãy nhà mà mỗi dãy nhà 4 tầng đi thang máy, và một cái chánh điện chính giữa, và phía sau, tuốt phía sau đó là nhà ăn. Nên là đây là cái hạnh nguyện của Hòa Thượng rất là lớn. Những đức đây là tự những đức quay những công đoạn này, chứ Hòa Thượng không phải nói xây chùa mà kêu những đức quay lên cho quý vị coi gì. Nhưng mà thật sự quý vị rằng á, mình làm việc thiện, việc tốt quý vị, mình làm việc thiện, việc tốt mà mình rủ nhiều người, mà bao nhiêu con người người ta chung tay thì nó tốt quá. Thí dụ như giờ đi, mình đi làm một việc thiện, mình rủ nhiều người làm việc thiện thì điều này quá tốt, thì cái thiện nó nhân lên rất là lớn. Mình làm một việc ác mà mình rủ nhiều người đi làm ác thì cái ác của mình rất là lớn. Nên bây giờ cái việc ý nghĩa này đặc biệt quá, nên nhiều người thấy được, thì có những người chúng ta cũng muốn trồng cái hạt giống nơi mảnh đất phù sa. Thì với cái hạnh Hòa Thượng năm nay 84 tuổi rồi, mà còn phát tâm xây những điểm chùa gì mà toàn là nuôi người già nha quý vị. Quý vị đi về chùa mình quý vị thấy rõ ràng cái lễ viếng Quan Âm mà chương trình mấy chục ngàn người, người già mỗi ngày ở niệm Phật 4 thời xuyên suốt. Thì khi ngôi chùa này xây trong vòng khoảng hơn 2 năm xong, thì bây giờ Như Đức đã nhận người già rồi, bây giờ Như Đức đã nhận người già khắp nơi nơi rồi để mà ở, rồi để khi mà đạo tràng này xây xong là đưa các cụ qua vị trí này, hình thành ngôi chùa rất là mau. Quý vị thấy bây giờ đây xe máy múc đồ móc móc, rồi nghĩa là công trình rất là vĩ đại quý vị, rất lớn. Thì quý vị cứ nghĩ ngôi chùa mà ở mà 1.000 người cũng không đơn giản, rất là lớn. Chào anh Lên. Nay quay mấy công đoạn. Bây giờ mình lấy được mấy cái móng hả anh? Dạ 6 cái rồi thầy. 6 cái móng hả? Dạ. Móng chánh điện nữa 7. Móng chánh điện, chánh điện là chính giữa đây. Dạ điện này vô đang móc lại. Còn đây là 6 cái móng rồi. Dạ 6 cái rồi. Mà đây là mình xây 4 tầng hết hả? Dạ. Xây 4 tầng hết. Dạ 4 tầng hết. Đây là anh Lên, ảnh đang coi công trình đây quý vị. Xây dựng đây anh coi hết, chỉ đạo ở đây xây dựng hết luôn. Anh nói là đây đã móc được 6 cái móng rồi. Trong lúc này là trời chưa có mưa. Dạ. Mình móc sẵn hết trơn chứ trời mưa nó sạt lở. Dạ. Nó ấy lắm. Dạ, giờ móc chánh điện nữa đò làm luôn chứ không có nó mưa. Rồi bây giờ là mình làm móng xong, bắt đầu là mình móc chánh điện cái nữa là mình xây luôn phải không? Dạ, giờ hiện tại giờ cũng đang đóng trụ chuẩn bị dựng trụ xây. Trước rồi ai làm đó làm đây, ai làm đây làm. Nó nên ủa cái này là nguyên, cái này là cái xăng của mình hả ta? Dạ, xăng từ đây về đó gần 100 mét thầy. 100 mét? Dạ. 100 mét cái xăng. Mới tới á. Còn biết ngang này là 100 mấy hả? Gần 200 hả? Quá lớn, rồi thêm tuốt ngoài kia, cái mảnh đất ngoài kia dạ, trước dạ. Đó cũng của mình mà phải không? Dạ dạ. Đó, nên đây là ảnh coi công trình xây dựng ở đây và ảnh đứng chỉ đạo xây luôn đó quý vị. Lên. Dạ. Nên bữa nay những đứa quen công đoạn này, quý Phật tử khắp nơi nơi người ta cũng coi được. Dạ. Thì cái việc tốt mà Hòa Thượng xây nuôi người già mà. Dạ. Thì cho nhiều người người ta biết, người ta có những người ta chung tay Hòa Thượng. Dạ. Người ta về người ta cùng chung tay Hòa Thượng, hùng hợp với Hòa Thượng để tu duyên tu phước cho nó mau công trình này trong vòng 2 năm không? Dạ cỡ đó. 2 năm là ngôi chùa này xong ha. Dạ. Đây là giống như mình nhanh nhất rồi đó quý vị. Dạ. Kinh phí đồ đầy đủ mà xây mới 2 năm đó. Dạ. Chứ gặp người ta mà không có tiền thì chắc xây 10 năm chưa xong nữa. Dạ, dạ. Đúng không? Quá lớn mà ha. Dạ, lớn quá. Nó nên là cũng cầu nguyện tam bảo gia hộ cho mấy anh em làm việc đây có sức khỏe, mọi việc tốt đẹp suôn sẻ. Làm được cái công trình này, bao nhiêu người già được ở phước duyên thù thắng ha. Dạ. Chúc anh an lạc, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nên đó là anh Lên, ảnh rất là hiền dễ thương. Làm cho chùa có tâm. Từ Phú Yên hay quý vị. Quê anh Phú Yên.
cũng là vô đây xây dựng rồi đứng coi công trình rồi chỉ đạo xây dựng đồ này kia, quá ra quá rộng quý vị. Cái ngôi chùa xây mà còn nguyên một cái sân rất là lớn, sân lớn lắm luôn, để mà cho Phật tử có thời gian tu tập đồ này kia. Đây là những cái móng chùa quý vị. Đây là móng nhà ở cho các cụ nè. Nguyên vị trí móng, đây là một cái nhà. Đây là móng rộng rồi sang sẵn nè. Là 4 tầng. Thì quý vị coi cái nhà toan, cái khu vực nhà đạo tràng 3 quý vị thấy rồi đó. Đạo tràng 3 mà mình ở bên đó bây giờ hiện tại khoảng 750 người ở bên. Thì 4 tầng đó, thì đây là một cái nhà 4 tầng nè. Mà bây giờ được 3 cái móng nhà 4 tầng là bên đây. Bên kia 3 dãy nhà 4 tầng nữa là 6 cái nhà. 6 nhà 4 tầng. Mỗi một cái nhà 4 tầng là 2 cái thang máy. Là 6 dãy nhà 4 tầng lại vì tính đi là 12 cái thang máy quý vị. Đó. Nên nhà 4 tầng này mà nếu người già ở mà không có thang máy cũng đi không nổi đó quý vị ơi. Nên là khi mà bây giờ quý vị coi chương trình này là xác thực, và Thượng nói là làm 100%. Bữa mừng thọ bà Thượng đã nói à, năm nay ngày phát nguyện ngày xây đậu tràng 4 mà. Bây giờ quý vị thấy Hòa Thượng ngày nói ngày làm. Mà Hòa Thượng không có kêu những đức mà quay cái này nghe. Những đức là thích là cái giống như cái gì mà tốt, cái gì mà lợi ích, là những đức thích quảng bá lên để cho nhiều người biết, để mà cùng chung tay với nhau. Giống như mình đi làm một việc thiện mà rủ nhiều người làm việc thiện thì tốt quá. Mình làm việc thiện mình rủ người ta thôi, mà người ta làm mình chỉ người ta làm nhiệt tình thôi, bản thân mình cũng có duyên có phước. Nên như đức thích tu duyên tu phước vậy đó. Mình không có chứ Hòa Thượng thì có đức có phước thì ngày làm, bây giờ mình chỉ có lời nói để mà giống như phát động chương trình. Nên quý vị khắp nơi nơi có dịp về cộng tu, hoặc là khắp nơi nơi mình không về đây được đi chăng nữa thì cũng chung tay Hòa Thượng được. Còn dịp về chùa thì cúng dường Tam Bảo rồi đó, với mấy cái thùng xây đậu tràng 4 rồi đó, thì thấy được thì quý vị cứ bỏ vào đại vậy đó. Rồi Hòa Thượng ngày xây dựng bây giờ cứ làm suốt thôi. Quý vị coi mà bao nhiêu cái móng chùa làm, quý vị coi xe cộ đồ toàn làm máy móc. Cái này mà nói mà sức người làm cũng lâu lắm quý vị. Nãy hỏi anh lên mà nói trong vòng 2 năm giờ. 2 năm giờ mà xây mới xong. Không đơn giản. 2 năm xuyên suốt luôn mà mỗi tuần vậy mà trả tiền không đơn giản. Bởi vì mình nói rằng là có khi chùa cao Phật lớn mà để cho người ta được ở tu, người già được ở, có nhiều người già mà cả đời người ta chưa bao giờ được ở nhà cao cửa rộng. Hòa Thượng xây lên những điểm nhà mà rộng lớn gì, mấy cụ được ở mát mẻ rồi thì tuổi già được nương tựa, về thân tâm được bình an, và cuối đời được hộ niệm đưa tiễn đi về cực lạc. Đây là một cái nhân duyên đặc biệt, thù thắng vô cùng. Mà hoàn cảnh này xung quanh đa phần chùa quý vị. Hoàn cảnh này là xung quanh đa phần là chùa. Rồi ở đây mọc lên cái ngôi chùa này, mà ngôi chùa này là chắc những đức nghĩ lớn á. Thì ngôi chùa ở ngàn người mà quý vị. Ngàn người rất là lớn, không có giỡn đâu. Nó dài tuốt dưới đó luôn. Miếng đất rất là lớn. Đó, rồi gạch đồ quá trời luôn. Bên đây là nguyên một dãy nhà một hàng. Thấy không? Rồi bên kia một dãy nhà, bên kia một hàng. Chính giữa là chánh điện. Hai bên dư mấy chục thước từ chánh điện qua dãy nhà. Quý vị coi nếu mà lại Quan Âm hay khóa tu thì thôi, trong chánh điện tu và xung quanh mình lại Phật thôi, đúng là hoành tráng đặc biệt vô cùng. Những đức nói đây là những điểm đặc biệt mà mình xác thực rồi. Bây giờ như là hộ pháp chùa Thượng xây nè, bây giờ nuôi mỗi ngày 500 người ở bên đó cố định nè. Đạo tràng 3 và Thượng xây nè, 750 người đang ở nè, tu ngày 4 thờ. Đại Tùng Lâm mỗi ngày cũng 1.800 người ở đây nè. Rồi Hòa Thượng nuôi hết trơn toàn bộ. Thì quý vị biết rằng là cái hạnh phát lên gì. Mà bây giờ mà tuổi già 84 tuổi mà còn xây thêm cái ngôi chùa mà ở cả ngàn người này, đúng là ý nghĩa cuộc đời. Nên như Đức thường đọc bài kệ, cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Nên phát nguyện làm việc thiện, có Phật Bồ Tát gia hộ. Nên những Đức cũng cầu nguyện Tam Bảo
Hòa thượng mình có sức khỏe, trụ thế gian lâu dài, để mình nương vào cái đức của hòa thượng để hành đạo, giúp cho chúng sanh. Nên mong nhiều người coi công đoạn này, dù mình không có tiền cúng dường gì hết, nhưng bằng một cái tâm niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho cái hạnh nguyện hòa thượng được viên mãn, làm lợi ích cho chúng sanh. Bao nhiêu người già khắp nơi nơi được nương tựa cái ngôi Tam Bảo mà có tâm huyết nuôi người già. Mình chỉ cầu nguyện cho thôi, mình cũng có phước quý vị. Còn thí dụ như mình có điều kiện chung tay hòa thượng xây chùa, còn không có thì mình chỉ cần niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật. Mình tu tập mỗi ngày, mình cầu nguyện cho những cái công trình này được suôn sẻ mọi mặt, được lợi ích cho chúng sanh, từng đời người già được nương tựa và ở tu quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúc những đức sẽ qua bên kia cho quý vị coi thêm mấy cái công trình đang xây bên kia nữa. Nhà to đang xây, rồi vị trí nhà văn hóa dọn một vị trí rất lớn. Nên chuyến này lễ Quan Âm Bồ Tát, vì về lễ 19 tháng 6 sẽ hoàn toàn thấy có một hoàn cảnh cực kỳ khác, và đang làm nhà vệ sinh thêm. Nghĩa là hòa thượng lo từng chút cho quý vị hết. Nên chúng ta chỉ cần mang tâm tùy hỷ thôi quý vị, dưới cái hạnh nguyện lợi ích cho chúng sanh như vậy, niệm niệm vì người. Dù hòa thượng có xây bao nhiêu ngôi chùa thì hòa thượng vẫn ở cái giường nho nhỏ thôi, ở cái giường nho nhỏ thôi. Nếu như bây giờ tiền người ta đưa mình mà mình cắt, mình giấu, mình không làm thì mình có tội rất lớn. Nhưng nếu tiền người ta đưa mà hòa thượng chân thật làm thì cái này quá thù thắng. Hòa thượng năm nay cũng 84 tuổi rồi, tuổi những đức còn có tiền, rồi khi còn thích vui chơi này kia, chứ ngoài như hòa thượng 84 tuổi thì không còn nghĩ gì hết. Một ngày ăn có một buổi trưa, tối ngủ 2-3 tiếng, cuộc đời người cũng không có còn mong muốn gì, chỉ mong là Phật A Di Đà rước về cực lạc. Còn thời gian ở cuộc đời này thì làm việc ý nghĩa thôi, chỉ vậy thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.